Hello, xin chào cả nhà, chào mừng đến với channel của Forever 25. Lâu lắm rồi không gặp mọi người. Hôm nay mình quyết định sẽ unbox em điện thoại mới của mình. Trong mấy năm vừa rồi thì mình đã sử dụng em Samsung Galaxy Note rất là tốt này. Màn hình to, dễ xem video cũng như là quay phim, chụp ảnh và các apps ứng dụng rất là tốt. Tuy nhiên, trong mấy tháng gần đây thì em ấy hơi bị xuống cấp một chút tại vì pin không còn được như trước nữa. Chính vì vậy mà quyết định là mình sẽ tặng cho mình một món quà để mừng tuổi mới, coi như là quà tặng sinh nhật LED của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ unbox em S22 Ultra mới ra, limited edition luôn mọi người ạ. Sự tình đó là mình đặt hàng em này từ đầu tháng 3 cơ, nhưng tuy nhiên phải đến mất 4 đến 5 tuần để họ customize order của mình. Customize order tức là họ sẽ phải sản xuất theo một cái lô hàng đặc biệt theo những yêu cầu cũng như là màu sắc kiểu dáng của mình đặt ra. Chính vì vậy mà mình mới nhận được ngày hôm qua và quyết định là sẽ unbox cho cả nhà coi luôn. Trước khi xem mình, mọi người nhớ đăng ký kênh nhé để mình có động lực làm thêm nhiều video như vậy nữa. Nào, quyết định thôi. Ok. Đấy, mọi người đang từ Samsung Electronics này. Mình quyết định là đặt hàng em điện thoại và còn được tặng kèm thêm ốp điện thoại cũng như là các charger nữa để sạc điện thoại. I am so excited. Mọi người thì rất là thích dùng điện thoại Apple iPhone, tuy nhiên thì mình rất là ghét em Android này, vừa dễ sử dụng vừa dễ download nữa, mà mình cực kỳ thích các sản phẩm của Samsung và Google luôn. Đấy, cho cả nhà coi. Mình có cái wireless charger duo, mình có cái 25W charger và cổ 45W adapter mọi người. Và đây, ngôi sao của ngày hôm nay. Tên My dream come true. Khổ sở phải nhịn ăn nhịn uống cả mấy tháng liền mới dám quyết định là chịu chi để mua em điện thoại này. Mọi người đấy, giá em điện thoại này trên website bán khoảng 2.200 đô. Tuy nhiên thì mình là khách hàng thân thiết với mấy cái bank cho nên đã được giảm giá nên mình quyết định là chơi lớn luôn. Đã không đặt thì thôi, chứ còn đã đặt thì phải đặt hàng limited edition. Trên website của họ thì họ sẽ có rất nhiều kiểu dáng mẫu mã, ví dụ như là có Phantom White, Phantom Black, Green và Red. Tuy nhiên là mình quyết định là chọn ba một trong ba mẫu limited edition, đó chính là Sky Blue, bởi vì mình thấy là màu xanh dương và màu xanh da trời rất là hợp mạnh với mình. Chính vì vậy mình quyết định đặt hàng luôn để xem bên trong có cái gì nữa vậy nha. Đấy, siêu hàng chính hãng này bao giờ nó cũng có cái siêu gọi là authentic luôn. Hồi hộp quá cả nhà ơi. Chờ mãi mấy tuần nay mới thấy em đấy đẹp. Cứ tưởng là phải cả tháng chờ mới đến nơi, may quá, sau 4 tuần đã có xuất hiện rồi. Xịn sò thật. Và đây, mọi người ơi,
Sky Blue Limited Edition Samsung S22 Ultra. Đấy mọi người thấy này, thiết kế camera trông rất là stylish nhé. Với điện thoại dòng S22 Ultra này thì có một vài cải tiến vượt trội. Thứ nhất là họ sử dụng dòng chip Snapdragon 8, loại một trong những loại chip rất là tốt và tân tiến nhất hiện nay. Thứ hai nữa là họ có thêm cái rear camera có 108 megapixel. Nhờ cái tính năng này mà bạn có thể chụp ảnh vào buổi tối rất là đẹp, có night vision này. Sau đó thì bạn còn có thể quay video 8K nữa. Các loại điện thoại bình thường thì có thể sử dụng 4K, đúng không? Đã sắc nét lắm rồi, nhưng mà 8K nữa thì chất lượng hoàn toàn là tin tưởng luôn. Mà mình quyết định là làm rất nhiều video mới trong thời gian tới để cho cả nhà coi. Chính vì vậy mà mình quyết định là chơi lớn luôn, chơi luôn em điện thoại Samsung mới này. Đấy. Wow. Thiết kế cũng vô cùng tinh tế, không quá to. Và với em điện thoại này thì mình có thể sử dụng nó travel mỗi ngày. Cùng với đó là có 128GB storage. Chính vì vậy mà mình có thể edit video này, cũng như là chụp hình và quay video cho cả nhà coi. Một cái tiện ích nữa đó chính là họ có loại 45W adapter này. Loại bình thường thì chỉ có từ 15 đến 25W thôi. Tuy nhiên là với cái loại adapter này thì bạn sẽ sạc điện thoại rất là nhanh. Thông thường thì sẽ chỉ tốn bạn từ 45 phút đến 1 tiếng để có thể là full charge cái điện thoại này. Ngoài ra thì mình còn được tặng thêm một bộ sản phẩm nữa, đó là cái Wireless Charger Duo này. Bạn vừa có thể sạc điện thoại này, rồi có thể sạc những như là đồng hồ thông minh hoặc là tai nghe thông minh chẳng hạn, cũng rất là tiện dụng, đặc biệt là bạn khi mà bạn phải di chuyển rất nhiều cũng như là đến các địa điểm khác nhau, đúng không? Và mình thực sự là nghĩ đây là một khoản đầu tư chính đáng. Mọi người thường nói là điện thoại thì sẽ xuống cấp rất là nhanh. Tuy nhiên với mình thì mình nghĩ là thường thì mình vẫn sẽ sử dụng điện thoại từ 4 đến 5 năm. Chính vì vậy mà mình nghĩ đây là một khoản đầu tư hợp lý và lâu dài. Ngoài ra thì mình còn làm thêm video editing, thì với cái điện thoại này mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian nữa. Và hy vọng là trong video sắp tới thì mình sẽ review cũng như là cho các bạn những sản phẩm chất lượng tốt nhất trong thời gian tới. Bây giờ mình sẽ set up cái em điện thoại này để quay video cho mọi người coi trong các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi vlog channel của mình. Mình hứa là sẽ cố gắng ra chăm chỉ video đều đặn hơn và chia sẻ với mọi người trong thời gian tới. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.